Hello, xin chào mọi người. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng ghi chú có mật khẩu, tên tiếng Anh là Note Password. Đầu tiên, các bạn hãy vào Google Play. Các bạn hãy tìm từ khóa là Note Password. Các bạn hãy tìm đến cái local icon có hình cái cặp và cái chữ Note Password mà tròn tròn đây. Bạn vào Note Password Pro. Các bạn hãy cài đặt. Các bạn có thể đánh giá cái review, này cho mình để mình có thể là chúng tôi có thể là cập nhật phiên bản mới hơn, tốt hơn theo ý của các bạn. Các bạn có thể xem các tính năng mới và đọc các cái nội dung của cái ứng dụng này. Các bạn có thể chờ tí, các bạn đang cài đặt. Trong thời gian cài đặt thì các bạn có thể là review ứng dụng cho chúng tôi để chúng tôi có thể là cải thiện ứng dụng tốt hơn nha. Nên các bạn mở ứng dụng lên. Đầu tiên các bạn đây là register, là đăng ký mật khẩu của mình. Đầu tiên là các bạn nhập cái mật khẩu của mình. Mình có thể nhập ví dụ là 41. Các bạn có thể là copy lại cái mật khẩu mà các bạn đăng nhập lần đầu tiên á. Các bạn nhập email. Email này là dùng để là backup data và restore data và chain của password. Có khi các bạn không có email này thì không bao giờ chain của password đâu. Các bạn nhập đúng email nha. Bạn finish. Nó sẽ vào màn hình login. Ok, thì gồm có các chức năng chính là forget password, là các khi các bạn quên mật khẩu. Còn phần chức năng thứ hai là đăng nhập mật khẩu của các bạn này, đăng nhập vào. Đầu tiên khi chạy vào ứng dụng này thì nó luôn luôn là cho bạn vào login. Mình nhập mật khẩu này nha. Nó sẽ hiển thị ra giao diện chính, gồm có là ba chức năng chính. Chức năng chính nhất là add no data. Chức năng thứ hai là trở về home, là nghĩa là màn hình này sẽ là có thể trở về các icon của khóa. Chức năng thứ ba là chức năng cài đặt. Mình sẽ đây là nó hiển thị nó quay lại tí là nó sẽ nói là nó sẽ thông báo là git not empty, là ứng chưa có ứng dụng nào ghi chú nào cả. Các bạn có thể vào cài đặt, vào add, vào thêm ghi chú mới, là mình có thể là ngày mai thu đời, hôm nay tôi đến trường, tôi sẽ đến trường. Tôi sẽ đến trường á, today I will to school á. Cô để làm gì đó, vào mấy giờ đó, vào lúc 5 giờ đi. 5 giờ. Thì các bạn có thể là đây là kiểu chữ text. Các kiểu chữ text có thể các bạn có thể lựa chọn, có thể vuốt sang kiểu lựa chọn. Rồi. Tôi sẽ chọn kiểu chữ này đi. Rồi đây là color màu chữ, đây là size chữ, có thể bạn có thể tăng giảm size chữ này. Đây là background cái nền á, nền màu này á, nên mình có thể tùy theo mình chọn nền. Không, mình chọn mình đây là đồn xong. Đang có thể ra có một cái ứng dụng ghi chú thế này. Mình có thể tắt mà. Khi các bạn có in ghi chú này có thể nó thể hiện thị lên cho các bạn chỉnh sửa, copy, xóa và share ghi chú này cho các bạn bè. Đầu tiên thì các bạn có thể sửa thì nó sẽ trở về thành sửa thôi. Mình có thể các bạn ở đây nó cũng các bạn muốn sửa gì thì ok nha. Mình có thể sửa kiểu text đi. Text mình có thể là hoặc là thay đổi color đi. Mình change rồi đi.
nó sẽ thế này rồi các bạn copy thì nó sẽ là bạn copy các bạn có thể dán ở đâu được, ok các bạn xóa thì nó sẽ thông báo cho bạn là bạn có muốn xóa cái rút nốt này không, nốt hay khó hay không. Share thì bạn có thể bạn ở share email à, mình cái share Zalo, share cái gì nữa mình không thể share. Rồi chức năng thứ hai á, chức năng thứ hai là chức năng mình hãy cứ đi về chức năng cài đặt trước đi. Chức năng cài đặt thì cũng có trên của password. Đó, các bạn có thể nhập mật khẩu cũ và đầu mật khẩu mới, mình có thể nhập mật khẩu cũ là 1111. Bây giờ mật khẩu của mới là 1234. Rồi, config lại 1234. Rồi, ok. Nó sẽ cho bạn mình nhảy như nhập 1113 được đúng không? 1234 có thể là ok và màn hình chính. Chức năng thứ hai, chức năng thứ về setting á thì gồm back data là nghĩa là khi nào bạn muốn backup data này là bạn back data này là bạn có thể lưu vào máy, trở về lưu data của bạn về máy. Khi nào bạn mất mật khẩu quên mật mất máy hoặc mất ứng dụng á thì các bạn có thể mất hay mất 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 máy mà bạn có thể là khi là khi các bạn thay đổi email hoặc thay đổi mật khẩu hoặc là bạn muốn làm gì đó, thì bạn có thể lấy data lại đó, hoặc khi reset data thì cũng là lấy lại data thì các bạn có thể là tùy theo vào đó tạo các bạn tạo đó data tạo khi chọn cái thư mục mình bây giờ back data mình có thể vào là thư mục là mình làm tạo thư mục kia đó mình thả thư mục download đi mình tạo một cái folder cùng sorry các bạn có thể là backup data thì các bạn có thể từ vào nó hay từ câu bạn là download mình có thể là mình select rồi và backup data store để download rồi các bạn thì các bạn thì store data thì các bạn thì vào download không phải tại tạo folder đâu nó sẽ tự tạo cho bạn nghĩa là một lần khỏi bạn tự tạo đó là bạn có thể ấy nó sẽ bắt vào Google hay không 30/8 là ngày mình tạo ngày tại mình tạo lập đấy 30/8 mình có thể reset lại select à, ok có thể mình đã thấy cool rồi. Resize bin là cái ứng dụng mà bạn xóa nó thể trở về cái resize bin này, nghĩa là khi các bạn muốn mình thử mình thì có thể là ví dụ cho các bạn nha, khi mình xóa cái ứng dụng này á, mình xóa cái nốt này á thì nó thể vào resize bin, nghĩa là các bạn đây là xóa bình cửu luôn. Cái hai cái này chức năng là có thể quay lại, là nghĩa là bạn muốn quay lại đi thoát lại không reset thì có thể là reset immunity đó, nó thể trở về thế này. Rồi chức năng thứ hai của mình này chưa giới thiệu bạn á, chức năng là chức năng home á. Chức năng home này là chức năng có thể là bạn khi bạn thoát ra nó thể hiển thị cho bạn một cái icon ngoài màn hình, các bạn có thể kéo thả, các bạn có thể tắt cái icon này là nằm ở dưới nhân này á. Nên mình có thể là khi các bạn kích vào á, nó sẽ cho mình hiển menu cũng có là chức năng add data, chức năng setting, chức năng về mình home nghĩa là chức năng về trở về cái màn hình chính của cái ứng dụng á. Ok rồi chức năng này chức năng là có thể tắt trở về cái màn hình này, các bạn có thể tắt này à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi chương mình, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha, thành công, thank you.